Trong nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nam-Hoa Kỳ, vào ngày 25 tháng 9 tại thành phố Los Angeles, bang California, Bộ Công Thương phối hợp với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, Phòng Thương mại vùng Los Angeles mở rộng và Văn phòng Thị trường thành phố Los Angeles đã tổ chức Diễn đàn Kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ. Tham dự diễn đàn có đại diện của hơn 100 doanh nghiệp, công ty, tư vấn kinh doanh và đầu tư Việt Nam-Hoa Kỳ. Tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết, năm 2017, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 16 của Hoa Kỳ với tổng kim ngạch hai chiều đạt 50,8 tỷ đô la Mỹ, gấp 47 lần năm 2000. Hiện Việt Nam đã có 186 dự án đầu tư tại Hoa Kỳ và Hoa Kỳ có 872 dự án đầu tư tại Việt Nam, xếp hàng thứ 9 với tổng vốn đăng ký là 8,96 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, tiềm năng vẫn còn rất lớn. Để đáp ứng tốc độ phát triển trung bình 7% một năm, Việt Nam rất cần các sản phẩm công nghệ cao của Hoa Kỳ, trong khi có thể cung cấp nhiều hơn nữa những mặt hàng mà thị trường Hoa Kỳ có nhu cầu và Việt Nam có thế mạnh. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã nêu một số vấn đề quan tâm như bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo lãnh vốn ngân hàng và sự ổn định chính sách. Đại diện Bộ Công Thương khẳng định, Chính phủ Việt Nam đã và đang tiếp tục cải thiện hành lang pháp lý, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đối tác và nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Hoa Kỳ. Trong khuôn khổ diễn đàn này, doanh nghiệp hai nước đã có các cuộc trao đổi trực tiếp để tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh trong thời gian tới. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Los Angeles. Hơn một nửa giá trị hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ đi qua cửa ngõ của thành phố này. Đây cũng là một trong những khu vực kinh tế trọng điểm của nước Mỹ. Chính vì thế mà việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư tại đây có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ đối tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Lê Minh, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Mỹ.